Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình kể chuyện lịch sử Trọng Thủy Mỹ Châu. Thời Hùng Vương là một thời rất xa xưa, cả trăm năm trước Tây Lịch, nên những gì của thời này thật tờ mờ, không có chứng tích rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện tình của Trọng Thủy Mỹ Châu tuy hơi buồn nhưng có tình có nghĩa, có trước có sau, lại gắn ghép với thành Cổ Loa, với cái giếng nước ở Cổ Loa Thành và với Nọ Thần. Chúng ta yêu mến và bảo toàn chuyện tình này vì nó có liên quan với di tích của một thời xa xưa lập quốc. Trọng Thủy đã về nơi cố quốc. Tiếp mọi mong chờ đợi tháng năm. Áo lông ngọc bên mình dình dư để tìm nhau khi dặn dạ. Không dẫn ai hiểu đà đến lòng phán rất.
Mỹ Châu hãy mau theo cha. Mỹ Châu đàn ơi, đàn con nghe chân lòng trong thủy đầy đang gào thét thế đâu. Sao thương cho người vợ trẻ đang lâm vào cơn nguy biến chưa dục gió gừa ta lướt sông trần tuyết.